Em xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng cô chú anh chị và các bạn quay lại với kênh YouTube của Vườn Lan Phương Liễu. Hôm nay em rảnh nên là em lại quay vườn hoa của em cho cô chú anh chị và các bạn cùng ngắm cho vui nhé. Trước mặt em là một cái dề phi điệp vàng ạ. Nó khủng lắm nhá. Vì em chơi theo kiểu tầm về chơi thôi nên là không phải là kinh doanh gì như mọi người ghép nhiều. Em chỉ mỗi loại ghép một ít ngắm. Khi nào có ai muốn chia sẻ thì em chia sẻ bớt đi vậy thôi. Đây nó đang chi chít nụ đây cô chú anh chị các bạn này. Nó đang sắp cho hoa để cho em được ngắm rồi. Đây. Em thì hoa đã là lan thì hoa gì em cũng thích. Em cứ ghép vậy. Chứ không có điều kiện là chơi tuần hàng đột như mọi người. Đây ạ. Cô chú anh chị nào thích sưu tầm thì liên hệ với em theo số điện thoại 0989037668. Em tên Liễu, em ở Cao Bằng ạ. Em có thể ship code cho cô chú anh chị và các bạn nhé. Nếu mà cô chú anh chị các bạn nào là bạn Facebook của em thì cũng biết là em cũng hay bán hàng rồi. Em bán phân thuốc, vật tư hoa lan với lại hoa lan nữa. Thành ra mọi người cũng hay chuyển khoản cho em. Người nào quen mua rồi thì có thể chuyển khoản. Còn cô chú anh chị nào giao dịch lần đầu thì em cũng vui lòng cốt cho cô chú anh chị thôi. Nhưng mà đừng có bom khổ thân em. Em nuôi con nhỏ lắm. Em sẽ quay qua một vài dề phi điệp vàng của nhà em cho cô chú anh chị ngắm nhé. Cô chú anh chị nào có rồi thì ngắm cho nó vui mắt. Vì là đã là lan thì kể cả nó thuộc loại rẻ tiền hay là nó không phải đột thì mình cứ thích là mình chơi thôi, không vấn đề gì. Em là tính em thế. Đây ạ. Nó đang ra nụ rồi. Chậu này cũng to lắm. Phi điệp vàng luôn. Rất là nhiều mầm. Đây. Chuẩn bị cho hoa một loạt đây. Em sẽ quay qua vài dề phi điệp trước. Rồi em quay kiếm cho cô chú anh chị và các bạn cùng ngắm nhé. Cô chú anh chị các bạn nào muốn mua kiếm thì có thể liên hệ với em để mua. Đây một dề phi điệp vàng nữa. Cũng đang nụ. Chi chít rồi, sắp nở rồi đấy ạ. Lấy về cô chú anh chị chỉ cần tưới nước cho nó thôi, không cần tưới gì cả. Em chăm thì cô chú nào là bạn phây của em thì cũng biết rồi. Em thì sức khỏe không tốt. Thành ra em gần như là chả bao giờ em phun thuốc phòng cái gì. Trừ khi nó bệnh thì mới phải phun thôi. Không thì nước vôi trong em tưới. Không ép thuốc như là các nhà vườn lớn thì người ta ép thuốc nhiều thì làm kinh tế thì nó khác. Đây em chỉ ghép ghép chơi vậy. Em bán 250.000 đến 300.000 một dề phi điệp vàng đấy nhá. Cô chú anh chị nào muốn mua ủng hộ giúp cho em thì có thể alo hoặc là nhắn tin cho em cũng được ạ. Đây ạ, em có khá là nhiều kiếm lô hội với lại tiên vũ xổ số. Vì là nó sắp hết mùa hoa rồi nhưng mà cái góc vườn này của em nó khá là râm, thiếu ánh sáng ấy. Thành ra nó không cho hoa rồi, em cũng không biết mặt hoa mà vườn cũng chật quá. Muốn chia sẻ bớt đi. Lô hội nhưng mà đây đều là những thân lá được nhà em tuyển hết nhá. Không phải bé đâu ạ. Đây ạ, tiên vũ cũng gọi bằng em ấy. To đùng luôn ấy. Đây, to hơn bàn tay em ấy, thân củ nó, giả hành nó ấy, cực to ấy. Không phải bé đâu. Đây. To đùng ấy. Đây. Cái cổ to bằng bàn tay em ấy. Mỗi tội là em trồng nó chít 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 một loạt. Thành ra là giờ nó không ra hoa được hết. Em muốn bán bớt đi để ghép một số cây khác em chơi. Em bán tầm 200.000 một chậu, tùy chậu ạ. Kiếm của em thì khá là nhiều nhá.
Đây phi điệp vàng đây. Tất cả đều đang nhú ra nụ hết rồi. Kiếm em thì nhiều lắm. Để lúc đi tầm em thì trực tiếp đi tầm ở trên núi về vùng Cao Bằng về. Cây ở trên rừng ấy, thành ra núi ấy, thành ra nó rất là khỏe nhá. Về em chỉ ghép vào thôi chứ chả phân thuốc gì nhiều đây. Em chả bón gì cho nó cả. Em cứ trồng xuống vậy ấy, nó lên ầm ầm. Chứ chả phải chăm gì đâu. Chăm lắm thì bón nó chút phân dê. Đây. Nếu mà cô chú anh chị lấy về thì lan của em cực dễ chăm luôn. Tưới nước không là được. Chăm thì tưới cho nó ít phân. Không thì tưới nước không nó cũng lên ầm ầm. Vì em có chăm gì đâu. Nhiều với lại em trồng nó chật. Khoảng cách giữa các chậu rất là chật. Thành ra em cũng không quan sát được hết. Em trồng vậy mới đầu là để định là để nhân giống. Bây giờ con nhỏ đi học nữa tốn kém nhiều. Đây những chậu nào mà em ghi vào là 1, 2, 3, 4, 5 như này là lúc kia đã biết mặt hoa hết rồi đấy. Là những cây tuyển hoa của nó thuộc dạng đẹp em mới tha về. Cũng bán lúc có mặt hoa thì cũng bán bớt đi. Ở trên Facebook của em rất là nhiều rồi. Tuy nhiên là em vẫn để mỗi loại một ít, một vài chậu để làm giống. Đây chậu Minh Chi Kiếm của nhà em. Đây là chậu này em thuộc cái dòng Lô Hội. Hoa của nó không phải đột nhưng mà rất là đẹp. Lúc em tầm về thì các anh chị đăng ký mua rất là nhiều lúc em chụp ảnh về. Nhưng mà đi thì kiểu như là cây ở trên rừng, cái núi nó không được chăm bón, không được nước nắng thì nó cũng phụ thuộc vào ông trời nữa. Thành ra là nó cũng chết gần hết, chỉ còn vài thân. Thế em chia sẻ bớt đi. Giờ chỉ còn một tí tí này. Đây toàn hàng rừng nên là thật sự thân lá của nó cũng không được đẹp. Giờ rất là nhiều anh chị cũng đang đăng ký nhưng mà cây nó lên còn nhỏ như này vẫn chưa thể tách được. Đây cây Minh Chi Kiếm này, lúc mua về, lúc em tầm về thì thấy hoa của nó các anh chị thấy đẹp nên là một anh nhà báo, anh ấy ở Hà Nội, anh có đặt tên cho cây kiếm này là Minh Chi Kiếm. Một bông kiếm đẹp của Cao Bằng. Đây một, có thể nói là một rừng kiếm luôn. Đây thì một cây kiếm của nhà em đang sắp sổ rồi. Đây ạ. Như này thì chắc chắn là khẳng định là đột biến rồi. Nhưng mà chưa biết là hoa như thế nào thôi. Đây. Nhà có con nhỏ nữa. Em chả phun thuốc, chả rắc thuốc bao giờ. Thành nhà mưa này nó lại hoa chắc là thơm lắm. Có kiến về bâu rồi này. Tí giỏ cho vài giọt thuốc diệt kiến là đi hết. Lâu chả dùng cái gì nó lại bắt đầu có kiến. Đây khá là nhiều nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào thích sưu tầm kiếm sổ số Cao Bằng thì alo cho em nhé. Em một thể ship code cho ạ. Đấy lúc em đánh dấu cũng dở, cứ T1, T2, T3 rồi thì S1, S2, S3 lúc tầm về thì cũng là bông đẹp ấy. Về là số lượng quá nhiều, chả nhớ được nữa. Giờ không nhớ mặt hoa cái nào với cái nào, thành ra lại bán sổ số, thành ra nó lại hình rẻ nhá. Đây, nhiều lắm. Giờ em muốn bán bớt đi, vì vườn nó chật rồi. Đây, nó quá là nhiều đi. Đây giáng hương đôi cáo nhà em. Trên này là phi điệp.
Cái chỗ kia cũng là kiếm hết. Trên này Phi Điệp. Phi Điệp anh trai nhà em khác lên núi tầm thôi, không có điều kiện để mua về ghép như mọi người ấy. Chỉ chơi sưu tầm vậy. Rồi sau đấy ai muốn chia lại thì em chia thôi. Đây. Cáo. Em xin kết thúc video ở đây ạ. Cô chú anh chị nào có xem thì vui lòng đăng ký kênh và nhấn chuông để ủng hộ động viên em nhé. Nếu mà có nhu cầu mua phân thuốc hoặc là mua hoa thì hãy gọi điện hoặc là nhắn tin cho em ạ. Zalo của em cũng dùng số điện thoại lúc nãy em có đọc rồi đấy ạ. Chúc cô chú anh chị một buổi tối vui vẻ nhé. Em xin kính chào cô chú anh chị và các bạn ạ.